Trong tháng 2 năm 2024, lực lượng chức năng của tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra phát hiện xử lý hành chính 37 vụ buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu và gian lận thương mại, tổng số tiền xử phạt gần 1 tỷ 900 triệu đồng. So với tháng 1 giảm 12 vụ, nhưng số tiền xử phạt tăng gần 1 tỷ 500 triệu đồng, trong đó 7 vụ buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, 30 vụ về gian lận thương mại. Trong tháng, các lực lượng chức năng đã xử lý 21 vụ vi phạm trong lĩnh vực giá, không thực hiện niêm yết giá không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng, xử lý hành chính 5 vụ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, giấy phép sản xuất. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đơn vị chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm giữ ổn định thị trường, nhất là hoạt động vận chuyển, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong đó, chú trọng vào các lĩnh vực mặt hàng trọng điểm như thương mại điện tử, xăng dầu, thuốc lá, rượu, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm các loại và các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân trong dịp lễ hội đầu năm.